vườn sầu riêng ở Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn nuôi trái, nhà vườn cần phải chú ý chăm bón ra sao để nâng cao chất lượng trái sầu riêng, từ đó bán được giá cao hơn? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng vào ngày 25 tháng 6 năm 2023. Phân bón đầu châu và đồng hành của nhà nông.